Các bạn ơi, vậy là Minato màu xanh bức tranh hình ảnh em bé đang cầm trên tay bông hoa. Các bạn có thể tham khảo tông màu hôm nay mình tô màu nhé. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem và lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo của mình. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo của mình nhé. Hello, chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại kênh channel tô màu của mình. Hôm nay mình sẽ cho các bạn tô màu bức tranh hình ảnh em bé đang cầm bông hoa nha. Cùng tô màu với mình nhé. Bông hoa mình sẽ tô nhị màu vàng và cánh hoa màu đỏ. Mình sẽ tô màu hồng. Chiếc yến mình sẽ tô màu xanh dương. Hello, chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại kênh channel tô màu của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh hình ảnh chú vịt nhé. Mình sẽ tô chiếc mỏ màu vàng đậm. Thân hình chú vịt mình sẽ tô màu vàng nhạt hơn.
Các bạn ơi, vậy là mình đã tô màu xong bức tranh hình ảnh con vịt. Các bạn có thể tham khảo tông màu hôm nay mình tô màu nha. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem và lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo của mình. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo của mình. Bye bye.